con đã quay trở lại với kênh YouTube của bên Công Pro Audio. Và trước mặt quý vị và các bạn đang là một mẫu đẩy E3, bộ đồ thương hiệu của hãng QT Acoustic các bác nhá. Và hiện tại em đang bán đẩy này với giá là 3.800.000 đồng. Đấy. Các bác sở hay sở hữu ngay một chiếc đẩy QT hàng chính hãng, công suất cực đại là 800W một kênh các bác nhá. Khá là to, khá là sâu. Đây là hàng trưng bày của bên em và các bác nhận là hàng mới tinh các bác nhá. Nguồn cực kỳ to ở bên trong. Các bác có thể tham khảo các kênh khác. Em bán với mức giá 3.700.000 đồng, à 3.800.000 đồng và em bao ship cho các bác các bác nhá. Đấy, mức giá này là rất là ok rồi. Hiện tại em cung đẩy này có thể đánh được 2 đôi loa full như này các bác nhá. 2 đôi loa full như này hoàn toàn thoải mái và dư sức luôn. Đấy. E3 Pro. Và ở đằng sau thì có tất cả các chế độ gọi là cắt sút rồi đầy đủ hết các bác nhá. Đây. Đấy. Chế độ nó có chữ Pride. Pride là đánh sút thôi nhá. Paganel thì các bác Paganel thì đánh Zona là các bác có thể cắm một dây nhưng mà đánh cả hai loa. Cái tín hiệu nó được cho cả hai loa. Và chế độ cứ để căng căng lên tí đấy, các bác cứ để căng căng lên một tí góc 3 giờ hoặc là mắc cũng được để cho cái âm bass nó càng khỏe càng sâu cũng nhá. Đấy, một lưu ý nhỏ cho các bác thôi. Ok, em xin được kết thúc clip ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip lần sau.